Trời ơi, cho em làm gì vậy chứ? Chứ tao không thấy gì nè, còn hỏi đang tô. Chứ ai dạy em tô tường mà chét khô dầu lên vậy? Chét khô dầu lên tôi cho khỏi rớt chứ thầy. Sao thật khô dữ vậy? Trời ơi, khô dầu là mình chét vô những cái chỗ mà có bê tông, nó khỏi bị rớt, em hiểu không? Rồi khô dầu là mình chống thấm toilet rồi ngày kia hộp ghen. Khô dầu là đỡ đông me. Trời ơi, khô dầu mà đi chét tường em phé của thầy cũng vừa phải thôi chứ em. Từ khi mà thầy nhận em vô là thầy không sắm được một chỉ quen nào luôn á em à. Cà xuống cho thầy đi. Ăn rồi khoét củ không à.